Sự nguy hiểm của formaldehyde. Theo thống kê của WHO năm 2012, có tới 7 triệu ca tử vong do nhiễm không khí trên toàn cầu, trong đó có 3,3 triệu ca tử vong do nhiễm không khí trong nhà. Trung bình bạn dành tới 70 đến 80% thời gian sống trong nhà, nên tỷ lệ mắc các bệnh lý trong nhà cũng cao gấp 6 đến 8 lần so với ngoài môi trường. Một trong những nguồn gây ô nhiễm chính trong nhà lại bắt nguồn từ chính nội thất làm từ gỗ công nghiệp và keo dính gỗ kém chất lượng thải ra formaldehyde. Formaldehyde xuất hiện trong các vật liệu phụ gia xây dựng, đặc biệt là trong nội thất bẩn kém chất lượng, là một chất phân màu có mùi khó chịu, dễ bị phân tách trong không khí. Chúng ta chủ yếu bị nhiễm formaldehyde bằng cách hít phải nó. Formaldehyde gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho da và hệ thống hô hấp. Theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC, formaldehyde được liệt kê là chất gây ung thư, đặc biệt có hại đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Đối với phụ nữ có thai, có thể gây biến dị nhiễm sắc thể, ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Formaldehyde nặng hơn không khí nên dễ tích tụ trên sàn nhà, đặc biệt là môi trường ẩm thấp. Đối với trẻ sơ sinh, nhất là khi đến độ tuổi biết bò, chơi đùa trên sàn nhà sẽ rất nguy hiểm. Dưới đây là 3 cách để phòng tránh formaldehyde. Hạn chế tiếp xúc với các sản phẩm tẩy rửa, mỹ phẩm độc hại. Đeo khẩu trang, đồ bảo hộ khi phải tiếp xúc với môi trường xây dựng, khói bụi. Lựa chọn những sản phẩm nội thất sạch, có nồng độ phát thải formaldehyde đạt tiêu chuẩn.